Chúng tôi xin thông báo, có một con hổ rất nguy hiểm đang ở gần đây. Đề nghị bà con cẩn thận, cất thật kỹ ví tiền và thẻ. Vì em Aco hổ vồ này quá đẹp. Anh em có thể thấy bộ keycap với tông màu vàng kết hợp với phần cây màu đỏ, nhìn là muốn quẹt thẻ ngay vào luôn. Chưa hết, các nút space hay là enter, shift còn được in họa tiết hình hổ và chim co, cực kỳ là sắc nét và đẹp. Về phần plate thì được làm bằng nhựa PC, giúp cho tiếng sẽ trầm, mượt và êm ái hơn. Và đặc biệt, em này có hẳn một lớp silicone siêu dày ở phần đáy, giúp cho chiếc bàn phím cực kỳ là chắc chắn, và có sẵn foam ở phần switch, không cần độ PE foam nữa. Và tất nhiên là có cả foam PCB nên em này full foam rồi. Và một điểm mình rất thích đó là em này có núm. Không biết anh em sao, chứ mình rất thích các loại núm. Và em này xoay cũng rất đã và không bị delay như những mẫu giá rẻ. Về switch thì em này sử dụng switch rượu vang đỏ và đã được reloop nên cũng khá là mượt. Các phần stab thì mình đánh giá cũng khá ổn. Tuy nhiên thì space còn lọc sọc, nhưng không sao, mod lại một chút là ok. Chứ không mua về mà không biết mod gì thì chắc chắn sẽ bị mình bóc phốt. Về led thì mình không đánh giá cao em này. Nếu anh em thích led lung linh thì có thể chọn bản màu trắng hoặc đen, sẽ có luôn cả led.